Bất động sản Trần Nhân xin kính chào quý vị. Bữa nay chúng tôi đứng ở chỗ này là xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì chỗ này được gọi là Hồ Tràm bởi vì nó rất là gần cái ngã tư Hồ Tràm. Thì trước mặt đây thì có một số cái nhà biệt thự và một số cái nhà xây rất là cao to này. Có thể chắc là làm khách sạn hay gì đó, nhà hàng gì đó. Còn cái chỗ đây này, quý vị nhìn thấy xa xa đây là có cái giáo xứ Hồ Tràm này. Đó, giáo xứ Hồ Tràm là mặt tiền 328 đi thẳng ra ngã tư Hồ Tràm. Trước mặt cái nhà xanh xanh này chính là cái đường đây, trước mặt cái nhà này này chính là cái đường 328 luôn nha quý vị. Đường điện ở đấy là đường chạy dọc đường 328 luôn. Cái đường này là đường ODA, sau này sẽ mở ra 12m và nghe nói là năm nay làm thì cũng chưa biết thế nào. Cái danh của lô đất của mình ấy thì có xây cái tường gạch ở đây đang bị che mất rồi, bị cây cỏ che xem nào. Đây tường gạch đây quý vị nhé, tường gạch như này. Đó, tường đây, bức tường đây. Đó, tường đấy nhá. Thì là từ cái bức tường này đi sang đến cái bức tường bên kia. Đó, bức tường sau hai cái ô tô này có cái bức tường này. Là 66m5. 66m5 là bề ngang nha quý vị. 66m5 là bề ngang. Sâu vào bên trong này thì là 60m, có 500 thổ cư. Có 500 thổ cư và chủ đang giao giá là 600 triệu một mét ngang. 600 triệu mét ngang, đất thì bằng phẳng thôi. Nói chung là bằng mặt đường luôn. Thì đâu đó là có thể xây dựng khách sạn, nhà nghỉ, resort nhỏ nhỏ ở đây được. Diện tích thì cũng hơn 6.000, có 3 sổ, chưa cộng chính xác. Quý vị quan tâm thì để chúng tôi sẽ gửi sổ cho quý vị xem. Quy hoạch ở đây thì quy hoạch khu dân cư rồi. Quý vị có thể làm được dự án các thứ. Ở phía này là đang có một cái nhà xây cũng 6 lầu rồi. Cái nhà mà khách sạn này to lắm, xây 6 lầu rồi. Bên cạnh đấy chúng tôi có một miếng đất bán. Miếng đấy hơn 2.800m2, nhỏ hơn miếng này. Và mặt tiền miếng đấy ít hơn, mặt tiền miếng đấy được có 36m thôi. Thì ở đây là khu dân cư rồi. Khu dân cư ở, xây nhà lùi lại hết, đường chừa lại cái đường. Sau này đường sẽ làm mơn lớn và nghe nói là năm nay làm thì chưa biết thế nào. Ở đây thì đất Hồ Tràm là cũng đang sôi động khi mà Novagua làm ở đây thì có nhiều khách hàng đến xem Novagua và muốn mua đất của dân. Cộng với việc là khách du lịch cũng muốn có một cái đất nghỉ dưỡng ở quanh đây. Lô này có thể phù hợp tách ra phân lô được. Với cái chiều dài và cái bề ngang này có thể tách ra phân lô tốt được nha quý vị. Tách ra phân lô tốt được thì nếu mà quý vị quan tâm thì đi xem. Đây bên này người ta cũng rào một lô đất đẹp đẹp rồi, không biết là ai có bán không. Đó. Thì quanh đây là dân cư ở đây nha quý vị. Sắp tới là khu này sẽ còn phát triển mạnh nữa. Đó, thì quý vị nào mà quan tâm thì alo chúng tôi để đi xem đất. Những lô đất như này cũng hiếm nhé, cũng không có nhiều đâu. Đa số các chủ đầu tư mua xong họ giữ lại chứ họ ít bán. Những người ta cần tiền người ta mới bán thôi. Hoặc là những người đạt được lợi nhuận, đạt được mục đích là người ta bán, người ta tái đầu tư. Đó, thì đất của dân ở đây bây giờ bán rất là hiếm rồi, toàn nhà đầu tư mua rồi thôi. Quý vị nào quan tâm thì alo chúng tôi nhé. Bất động sản Thiện Nhân xin cảm ơn sự theo dõi video của quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần sau.